Horace Nguyễn ghi 2 điểm cho đội trưởng của Đà Nẵng Dragons. Đây là Tú. Một pha lên rổ ở tư thế rất khó của Lê Ngọc Tú. Horace Jolie, bóng vẫn tập trung rất nhiều của Jolie và một đường truyền cho Trần Đăng Khoa. Và lần này thì tình huống reverse layup của Trần Đăng Khoa đã và rút Jolie. Lần này thì đến lượt pha layup của Darius Lewis đã airball. Tiếp tục là 2 điểm cho Trần Đăng Khoa. David Viano. Trận đấu trước cũng là một trận đấu không thực sự tốt của đội trưởng bên phía Sài Gòn Heat. Anh chỉ có cho mình 9 điểm và đây là Hồng Gia Lân. Và đã có 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 0 của Sài Gòn Heat. Tình huống vừa rồi thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đã bắt rất cao từ vạch cửa sân. Và một tình huống tiếp biến thành công của Darius Lewis sau một tình huống lên rổ không tốt của Viano. 7-5. Khoảng cách chỉ còn lại là 1 điểm. Horace. Và đánh trung bình của Horace Nguyễn. Và đã có 2 điểm của Horace Nguyễn. À, trận đấu trên cũng như team Manuel đã rất khó khăn để theo kèm Milan Hector của Hồ Chí Minh Sinh Tuy. Một pha cướp bóng rất tốt của Võ Văn Mỹ. Và đó là một tình huống and one. Một tình huống chủ động một cầu lỗi của Võ Văn Mỹ. Hồng Gia Lân đang ra nghỉ và Viano đang là người chơi ở vị trí số 1. Vinh Hải. Darius Lewis. Và là một pha lưới thành công của Darius Lewis. Người của Nam Tuấn. Đây là Võ Văn Mỹ. Bóng tiếp tục được chuyền cho Rudo Jolly. Jolly và Darius Lewis. Và lần này thì đã có 2 điểm cho Rudo Jolly. Trong trận đấu ngày hôm nay, David Viano. Và ngay lập tức thì Viano đã đáp trả bằng một tình huống ném trung bình thành công. 18-11. Khoảng cách vừa rồi là một pha ném không thành công của Nguyễn Hoàng Tuấn và ngay lập tức là Hồng Gia Lân. Còn 9 giây. Một pha điểm trợ rất tốt của Rudolph Jolie. Jolie có 2 điểm cho Rudolph Jolie. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Có lối chơi tấn công khá sinh động. Hai câu lạc bộ vẫn đang tập trung rất nhiều vào cầu thủ Sport. Hai của trận đấu vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với con số 20 của trận đấu trước. Và đây là Nguyễn Hoàng Tuấn. Nguyễn Hoàng Tuấn và Lê Ngọc Tú. Và là 2 điểm cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Thì sẽ tốt hơn. Huỳnh Hải. Và 2 điểm cho Nguyễn Huỳnh Hải. Và ném bóng trung bình ghi 2 điểm của Nguyễn Huỳnh Hải. Và đây là Nguyễn Hoàng Tuấn. Bóng tiếp tục đến tay của Rudolph Jolie. Tiếp tục là một tình huống post-up của Jolie. Nhưng đó là một tình huống phòng ngự quá tuyệt vời của Darius Lewis. Một tình huống block của Darius Lewis. Darius Lewis. Tiếp tục là Lewis và Jolie. Và tiếp tục là một tình huống reverse layup không thành công của Lewis. Phản công cho Đà Nẵng Dragons. Tiếp tục ghi 2 điểm cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Lần này thì Darius Lewis thực hiện một pha ném trung bình và kết cục thì vẫn là một pha ném ra ngoài. Và 2 điểm từ một pha phản công này. Võ Văn Mỹ. Horace. Bóng tiếp tục trở về với Jolie. Một đường truyền cho Trần Đăng Khoa. Và đó là điểm số thứ 10 của Trần Đăng Khoa trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Đăng Khoa. Một đường truyền rất tốt của Trần Đăng Khoa. Và đó là một tình huống không, đó là một tình huống chạy bước của Đà Nẵng Dragons. Và lần này là pha 3 điểm của đội trưởng của Sài Gòn Heat và đã có 3 điểm cho Việt Aco. Nguyễn Đình Hải. Và ném không tốt của Nguyễn Đình Hải. Và đây là Nguyễn Hoàng Tuấn. Có 2 điểm cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Trong tình huống vừa rồi thì Anthony Ball đã không tập trung. Và đã có 3 điểm cho Lê Ngọc Tú. Tuy rằng chúng ta biết đến Lê Ngọc Tú là một cầu thủ có khả năng ném 3 điểm rất tốt, nhưng Horace Nguyễn cũng
Giordano. Lần này thì Phan Anh Thu Bình đã không thành công. Trần Đăng Khoa 3 đánh ngay. Và là 2 điểm cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Và Sài Gòn Heat cũng là một trong hai đội cùng với Cần Thơ Catfish là hai đội ghi được hơn 100 điểm tại BBM này. Một pha lên rổ quá tốt của Nguyễn Hoàng Tuấn. Anh đã loại bỏ hoàn toàn được hai cầu thủ theo kèm, trong đó có cả Darius. Đội bóng Đà Nẵng thua gần 42-31. Ghi 3 điểm ở hiệp thứ 3 cho Đà Nẵng Dragon 45-31. David Viano, một đường chuyền rất tốt cho Darius Lewis. Và ngay lập tức đã có tình huống lên rổ thành công. Một pha yểm trợ rất tốt của Trần Tiến Thịnh. Vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Và có 2 điểm cho Trần Tiến Thịnh. Cầu thủ đã thi đấu trong trận đấu đó. Và đó là 2 điểm đầu tiên của Trần Tiến Thịnh trong trận đấu ngày hôm nay. Và một pha tip in thành công của Horace. Vẫn là Horace Nguyễn. Còn 10 giây cho đợt tấn công. Lần thứ 2 trong trận đấu này, Rob Jolie ghi điểm. Trần Đăng Khoa đang phòng ngự rất tốt. Lê Ngọc Tú. Lần này thì tình huống reverse layup của Darius Lewis đã buộc phải thay người. Và theo quan sát của tôi thì Trần Đăng Khoa đã được cho ra nghỉ. Và người vào thay anh là Võ Văn Mỹ. Và vừa rồi là tình huống 3 điểm của Nguyễn Hoàng Tuấn. Bóng đến từ đất nước Đài Loan. Một đường chuyền no look pass rất tốt của Rob Jolie. Nhưng pha ném fadeaway sau đó của Nguyễn Hoàng Tuấn thì đã không tốt. Huỳnh Hải có 2 điểm cho cầu thủ mặc áo số 7 bên phía Sài Gòn Heat Nguyễn. 55-42. Và hiệp thi đấu thứ 3 còn 3 phút. Một đường chuyền quá đẹp mắt và đó cũng là một lình một pha lên rổ rất tuyệt vời của Trần. Cầu lên đến 40%. Lê Ngọc Tú. Vẫn là Darius Lewis. Và vẫn chưa có điểm nhưng pha tip in thành công đã ghi 2 điểm cho Darius Lewis. Tiếp tục là một pha post up và một tình huống spin move. Và lần này thì lại là một pha block thành công của Darius Lewis. Giordano. Chắc chắn là một tình huống úp rổ gây 2 điểm của Darius Lewis. Nhiệm vụ của các cầu thủ Sài Gòn Heat ở 1 phút, hơn 1 phút còn lại đó chính là rút ngắn được khoảng cách xuống càng thấp càng tốt. Và vừa rồi là tình huống ghi 3 điểm thành công của Hồng Gia Lân. Khoa. Khoảng cách là 10 điểm. Jolie. Bóng tiếp tục đến tay của Rob Jolie. Và có 2 điểm cho Jolie. Trần Đăng Khoa. Khoảng cách là 12 điểm. Chúng ta chờ xem đó có phải là một tình huống N1 hay không. Và đó là một tình huống N1 cho Trần Đăng Khoa. Tuyệt vời. Và Trần Đăng Khoa anh sẽ được thực hiện thêm một pha ném phạt. Người vừa phạm lỗi. Piano và Horace Nguyễn. Darius Lewis. Một tình huống. Jolie cũng đang có một tỷ lệ ném phạt không thực sự tốt tại VBA năm nay. Còn số đó thì là 52%. Và vừa rồi là tình huống lên rổ thành. Một đường chuyền không tốt của Trần Đăng Khoa và phản công cho Sài Gòn Heat. Lê Ngọc Tú. Ghi 2 điểm cho Lê Ngọc Tú. Và không thể tiếp tục trận đấu ngày hôm nay. Horace. Người đang theo kèm Horace là Nguyễn Đình Hải. Jolie. Có 2 điểm cho Rudolph Jolie. Horace và Giordano. Lê Ngọc Tú. Đội chuyển ra dành cho Darius Lewis. Và đã có một pha lên rổ rất đỉnh. Jolie bé nhỏ cũng đã đạt double double trong trận đấu ngày hôm nay với 17 điểm và 11 tình huống rebound. Và vừa rồi là một pha kiến tạo không thành công của Jolie vì Hoàng Tuấn đã có một pha lên rổ không tốt. David Viano ghi 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 6 của Sài Gòn Heat 62. Rõ ràng các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đang là cầu thủ đang bất lợi về mặt tâm lý. Tiếp tục là một pha cứu bóng thành công của Viano. Lê Ngọc Tú. Và là 2 điểm đơn giản cho Phạm Duy Hậu. Horace Nguyễn.
Một pha thi đấu không tập trung của Jolie nhưng rất may mắn bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Đà Nẵng Dragon. Bóng tiếp tục đến tay của Jolie. Và tiếp tục là 2 điểm dành cho đội tuyển Jolie. Khoảng cách là 6 điểm. Và lại là Darius Lewis. Và tiếp tục là một tình huống đáp trả bằng 2 điểm của Darius Lewis. Khoảng cách vẫn đang được Giuliano. Darius Lewis. Vừa rồi là một tình huống cướp bóng rất nhanh của Võ Văn Mi. Chỉ trong khoảng tích tắc bất cần thôi thì Darius Lewis đã bị mất bóng. Horace. Jolie. Một pha pick and roll rất tốt của Jolie và Horace Nguyen. Và khoảng cách lại được nới rộng. Thực hiện nắn mắt hơn đến tình huống ném 2 điểm của mình. Jolie. Một đường truyền quá tốt của Jolie. Và đó cũng là một tình huống di chuyển quá khôn ngoan của Trần. Đủ 24 giây cho một đợt tấn công của mình. Và còn 8 giây cho đợt tấn công này. Và trong tình huống vừa rồi thì Nguyễn Đình Hải đã phạm lỗi với Trần Đăng Khoa. Và Trần Đăng Khoa sẽ được thực hiện 2. Milano. Huỳnh Hải. Pha 3 điểm của Nguyễn Đình Hải. Và đã có 3 điểm cho Nguyễn Đình Hải. 9 điểm. Và còn 1 phút thi đấu. Jolie. Pha ném rổ không tốt của Jolie. Nhưng và đã có pha tiếp viên thành công của Nguyễn. Còn 24 giây. Và Phạm Duy Hậu đã phạm lỗi với Trần Đăng Khoa. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragon sẽ nâng tỷ lệ chiến thắng của mình lên 18%. Và tất nhiên họ vẫn đứng chắc chắn ở vị trí cuối bảng, vị trí thứ 6. Và đó là điểm số thứ 82 của Đà Nẵng Dragon trong trận đấu ngày hôm nay. Và có lẽ tỷ số 82-70 có lẽ cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Hồng Dân Ân. Pha tip in thành công của Darius Lewis. 82-72. Và dự đoán của BBA chính là màn đối đầu giữa hai câu lạc bộ Saigon Heat và Đà Nẵng Dragon tại nhà thi đấu CIS.